Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục review cho anh em. Mình sẽ review Lionel Messi vị trí cam nha anh em. Ok anh em. Nó là skill dribbling nè, bút cho chạy nước rút nè, sút xa nè, tạt banh nè, rê banh và nhanh nhẹn nè. Thì Messi thì trên 5 năm nha anh em. Thì là ở mức trung bình khá thôi anh em ơi. Chắc còn Messi thì giờ nó già rồi, ba mấy rồi. Skill thì năm sau là thấy ngon rồi anh em. Đó. Nói chung tốc độ thì nó bút cho cũng khá nhanh á. Với lại cái sút xa nè anh em. Đấy. Rê banh, đó, cũng ngon, nhanh nhẹn. Messi thì chỉ cần mét 69 thôi anh em ơi. Đó, nó có cơ bản đi sót là sút kỹ thuật nè, long sót sút xa nè, playmaker để phá banh và outside hút sót là sút mái ngoài. Nhìn chung qua chỉ số thì thật sự là mấy con World Cup này á, hút chỉ số khá khủng khiếp anh em. Thật sự là khá ngon luôn đó, còn là ngon luôn đó. Thì mình coi, mình đã vài trận để mình test Lionel Messi. Đó, idol của rất nhiều người anh em. Nói chung, mình cũng rất thích là phong cách của Messi chơi banh. Nói chung là rê banh là dứt điểm rất tốt anh em. Đó. Thì ok anh em, hôm nay mình sẽ review Lionel Messi cho anh em và đá vài trận head to head. Đó, bây giờ vô trận đầu tiên nha anh em để xem Lionel Messi sẽ đá như thế nào đây. Đó, ở vị trí cam nha anh em. Đó, mình nghĩ Messi ở vị trí cam hoặc là LW thì phù hợp hơn là vị trí ST. Tại vì ST thì quá lùng. Ginola, sút không bao. Một pha cướp banh ở địa bàn của Ginola quá hay anh em. Nhưng mà cái đó hơi cá nhân. Chuyền cho Messi thì ngon rồi. Chuyền vào. Bắt đầu không được. Một pha phạt góc không thành công rồi. Pha vừa rồi mà nếu mà Ginola chuyền cho Messi là ngon rồi anh em. Sút xa quá tuyệt vời. Messi chúng ta sút xa hay lắm. Saka. Mà là Saka. Saka không qua được lúc sau. Messi đây. Messi. Mình sẽ tập trung cho Messi nha anh em. Đó, đi banh rơi banh rồi chứ để như thế nào cho anh em. Ginola. Đúng rồi, hay lắm. Closer. Mình closer. Đi banh, closer, té rồi, kéo người rồi. Phạt đền anh em, phạt đền rồi. Một pha kéo người quá lộng lẫy của đội bạn. Chính closer sẽ thực hiện quả phạt đền này. Sút vào, 1-0 nha anh em, 1-0 rồi. Nhìn chung trận đấu đang diễn ra khá thuận lợi anh em. Đó, nói chung là thì đội bạn vẫn chưa có gọi là những pha nguy hiểm. Nhưng mà mình đã lên banh, tấn công và đã ghi bàn đến trước rồi. Gundogan. Saka. Kane. Hyeong. Hagi vẫn là Hagi. Sẽ làm gì đây Hagi? Hagi đi bắn. Vẫn không có được lúc sò này. Lúc sò nói chung phòng thủ khá tốt từ đầu trận đến giờ. Hagi nên biết. Thì nhìn chung của Messi thì mình thấy ok anh em. Đá vị trí kèm thấy ok á. Ok hơn là vị trí tiền đạo. Đó, Pulis. Ginola. Là Ginola. Đúng rồi, Blauzer. Ginola. Một pha phù hợp với Blauzer và Ginola. Ginola chỉ vào. Không được rồi, một pha này quá đồng đội anh em. Pha này phải dứt điểm tốt hơn em. Vì chúng ta đến giờ hai pha dòng trận. À, Messi. Messi đi banh, Messi đúng rồi, Messi. Messi, sút không vào. Một pha xuất xa quá nguy hiểm của Messi. Một pha rơi banh em, lừa anh em. Quá nguy hiểm. Chỉ vào. Đánh đầu, không được. Đấy, Messi đây đánh đầu. Đúng rồi. Hỏi Messi, Messi đi banh rồi. Sút vào. Đúng theo cách của Messi anh em. Một pha đi banh lơ dứt điểm quá tuyệt vời. Quá hay anh em ơi. Nói thấy không? Đúng phong cách của Messi được đi banh lơ banh đó, dứt điểm quá đẹp. Ghi bàn 2-0 rồi nha anh em. Đấy, điểm nhấn anh em, điểm nhấn Lionel Messi. Với những pha đi banh. Ô anh em ơi, mình lắc anh em ơi. Lắc rồi. Mới Messi mới ghi bàn mà lắc rồi anh em ơi. Trời ơi, chán ghê anh em. Cái này từ em, hồi từ nó hết rồi. Chịu khó thôi. Lấy banh thôi. Chung trời bây giờ nó hơi bị lắc anh em. Cái thời điểm như thế này với đại update này, sau khi update thì khá lắc. Thì mình cũng nói là một phần do cái đường truyền anh em. Với lại đang World Cup á, rất là nhiều người xem đá banh á bên cái internet nên cái đường truyền băng thông á nó chiếm rất là nhiều. Từ cái thời điểm mà từ 7 giờ đến 10 giờ mà nó nói trên list trước á là cực kỳ là lắc luôn, không vô game được luôn em, thật sự luôn đó. Quá nhiều người vô anh em, quá nhiều người vô đi, băng thông nó bị chiếm hết rồi nên không vô nổi game luôn. Thì anh em có thể dùng một số phần mềm hỗ trợ gì đó đó để anh em vô cũng được, phần mềm VPN anh em. Ginola sút không được, một chiếc xa của Ginola rất là nguy hiểm và xa bay người rất đẹp. Cafu chỉ vào sút vào. Ferdinand anh em, Ferdinand một pha sút như tiền đạo của Ferdinand nâng tỷ số lên 3-0. Trận đấu quá áp đảo. À, 3-0 rồi em ơi. 3-0 rồi. Gundogan.
mình sẽ tập trung cho Messi trong hiệp 2 để cho Messi đi banh rơi banh như thế nào, nó dứt điểm như thế nào anh em. Nói chung là Messi thì đi banh là rất là êm rồi, cảm giác rất là êm anh em, rê rất là mượt mà. Cafu, Rashford nhìn quá hay lắm, lúc sau sút không được, một pha sút nhanh của đội bạn nhưng không thành công rồi. Đội bạn có vẻ đang dồn lên tấn công anh em, không tìm kiếm mà thắng rút ngắn tỷ số. Nhưng mình đang phòng thủ hết chặt chẽ anh em ơi. Hagi đấy, không qua được Van Dijk. Đúng rồi, Messi, tốc độ của Messi đúng rồi. Closer hay lắm, Gündoğan vẫn là Gündoğan. Messi kìa, Gündoğan chuyển qua Messi, sút không vào, quá nguy hiểm anh em, quá nguy hiểm luôn. Trời ơi, chắc là thằng Van Dijk thật sự là quá hay anh em, quá hay luôn. Sút chỉ quay mà bắt được hay thật, Van Dijk đúng là quá hay luôn, một phản xạ tuyệt vời. Thành công, nguy hiểm quá. Sancho không qua được De Jong rồi. Và đây, Messi đi banh tốc độ. Messi sút vào. Lần này Van Dijk phải bó tay em ơi. Một cú sút xa tuyệt vời bằng chân trái của Lionel Messi. Quá tuyệt vời em ơi. Thấy không? Chân trái này có tuyệt vời của Lionel Messi sút à. Ấy, lần này Van Dijk phải bó tay rồi. Quá. Trái vừa rồi Van Dijk hay quá anh em. Trái này phải bó tay thôi. Quá hay rồi. 4-0 rồi và một cú đúp cho Lionel Messi. Cafu, Garcia, vẫn Garcia, hay lắm Cafu hay lắm Garcia, chuyển đi Messi, sút hat trick rồi anh em ơi, một cú hat trick cho Lionel Messi tuyệt vời, một trận đấu quá hay của Lionel Messi anh em ơi, trận đấu quá hay luôn, tuyệt vời anh em ơi, đây. Bàn chân phải nha anh em, bàn chân phải nha, quá tuyệt vời anh em ơi. Có lẽ trận đấu kết thúc của đội bạn nào 5-0 anh em ơi, 5-0 rồi. Một trận đấu quá tưng bừng và rất là phong độ của Lionel Messi. De Jong, Lauzer, Nga xin chào, chuyển xuống, Gündoğan, sút vào. Gündoğan xứng đáng cái một bàn thắng anh em, trận đấu đá quá hay đi, xứng đáng cái một bàn thắng, quá tuyệt vời của Gündoğan. Đấy, 6-0 rồi. Một trận đấu quá là tuyệt vời. Quá phong độ của Lionel Messi và Gündoğan. Quá tuyệt vời anh em ơi. Vị trí cam của Lionel Messi mình thấy khá hay anh em, cực kỳ hay luôn. Trận đấu quá hay. Bây giờ mình sẽ đá thêm một trận nữa nha anh em, cho anh em xem. Rồi đá vài trận test tiếp, xong rồi mình cuối clip mình sẽ tổng kết cho anh em. Đây, trận đấu thứ hai nha anh em. Đó, coi Lionel Messi thể hiện như nào. Trận đấu này mình sẽ dùng sơ đồ khác và ạc khác luôn. Đó. Đây, sơ đồ 4-3-1-2. Đó anh em. Bây giờ mình chuẩn bị vô trận đấu cho anh em để xem Lionel Messi đá sơ đồ mới như thế nào. Đó. Nhìn chung là vị trí cam anh em. Chung vị trí cam của Lionel Messi thì dễ sử dụng anh em. Dễ dùng hơn vị trí ST hơn. Đó, ok anh em. Tiếp tục trận đấu thôi. Anthony. Vậy có những pha đi bàn hát hay anh em ơi. Anthony. Vẫn là Anthony. Vẫn còn. Nguy hiểm quá Anthony. Sút không được. Một pha áp sát của Van Dijk. Quá nguy hiểm anh em. Một pha mới vô nhăn mặt đồ bóng mình. Đó, một pha đi bàn của Anthony rất là nguy hiểm. Busco, Gündoğan không được, và khá đội số anh em. Ferdinand, De Jong, Busco, Erikin, Lewandowski, Messi đây, Messi, đi ban đúng rồi, chuyền, Lewandowski, Erikin, sút không được. Gọi là xử lý bàn khá hay của Erikin nhưng mà cho nó trúng hậu vệ rồi anh em, nó hay quá. Mình đang dùng cặp tiền đạo là Harry Kane và Lewandowski anh em. Vị trí cam là gọi là Messi. Còn hai con CM kia là De Jong và Busco. Lewandowski không được rồi. Pha này hơi dở anh em. Chỉ qua cho Messi là khá ngon rồi. Mà chuyển cho Harry Kane mới ghê chứ anh em. Quá dở. Vẫn còn. Đây Messi. Veron. À sorry anh em. Mình đang dùng Veron anh em. Veron và Busco. Phải không ta? Như Vero mà De Jong đúng rồi, Busco đúng rồi, Busco tự nhiên mình quên cái đội hình anh em. Sút không vào, một pha sút quá nguy hiểm. Bật góc Jam Rosta xịt vào, đã đâu không được. Messi đây, vẫn còn. Điều này Messi đi bắn nhưng phản hay không, đi bắn đồng quá anh em, đồng quá, họ chuyển đi đúng rồi. Lewandowski sút không phải, Harry Kane em, Harry Kane. Một pha sút quá nguy hiểm của Harry Kane.
Chị vào. Anh đâu? Vào. Ferdinand em, đi thôi, Ferdinand. Lại là Ferdinand. Một con icon quá tuyệt vời. Mà tỷ số rồi em ơi, 1-0 rồi. Đấy, Argentina đá với Croatia anh em. Một pha đầu quá dũng mãnh của Ferdinand. Mà tỷ số 1-0. Thì số trận đấu giờ thì Messi vẫn chưa có thể được nhiều anh em, chỉ cầm banh rồi rê banh rồi chuyền thôi. Mình cảm giác Messi đã hơi lùi anh em. Mình giác hơi lùi á, nó kiếm kiếm banh á. Hơi lùi. Nguy hiểm quá, Anthony. Anthony sút không vào. Sút vào, một đều anh em, Bosco một đều rồi. Một pha đi banh quay của Anthony. Ôi, cú sút đầu tiên là được Van der Sar đỡ ra rồi anh em ơi. Chúng ngay chân của Bosco biết đâu chứ. Một đều rồi. Trước khi hiệp một kết thúc, đội bạn đã gỡ hòa một đều. Bosco. Hay lắm, Lewandowski. Chuyển đi. Chuyển kia. Trời ơi, một pha quá cá nhân của Lewandowski. Chuyển cho Harry Kane là ghi bàn rồi. Trời ơi, Harry Kane chống dở lắm em. Quá chống luôn em. Ném bên, Harry Kane. Messi. Messi. Sút. Vào. Quá tuyệt vời em. Một pha bàn quay của Lionel Messi. Quá tuyệt vời. Đúng phong cách của Lionel Messi luôn em. Đi bắn. Dứt điểm. Đây, một pha bàn này đi bắn anh em. Đấy, qua lên, qua lên. Dứt điểm quá hay mà trên phải. Quá tuyệt vời. Nâng tỷ số lên 2-1. Có lẽ là hiệp 1 kết thúc. Đúng rồi anh em, hiệp 1 kết thúc rồi. Sang hiệp 2 nha anh em. Sẽ nhồi banh cho Lionel Messi. Đó. Để coi Messi đá như thế nào. Đó, Messi đã ghi bàn anh em ơi. Quá tuyệt vời. Lewandowski. Messi. Mất banh rồi. Họ bác sĩ banh có phần hơi lúng túng của Messi. Guindola. Gullit. Guindola. Không được. Ferdinand có một pha chuyền banh rất hay anh em ơi. Các bạn đang có những đường chuyền rất tốt. Guindola. Không được. Bosco đã kịp thời chuyền banh rồi. Messi. Đúng rồi. Tốc độ của Messi. Chuyền xuống đúng rồi. Lewandowski. Vẫn là Lewandowski. Messi kìa. Không được rồi. Có gì đâu. De Jong. Messi đi banh. Sút. Bao. Một cú đúp cho Lionel Messi anh em. Quá tuyệt vời. Quá hay anh em ơi. Quá hay. Trận đấu quá phong độ của Messi. Đó, trận đấu thứ hai anh em. Á phong độ luôn anh em ơi. Phong độ chưa? Đúng phong cách Messi đi banh. Dứt điểm. Đó. Cho vị trí khá tốt anh em. Rất là chống chạy luôn đó. Một con hàng vị trí cam rất là hay anh em ơi. Rất là cực kỳ hay cho anh em luôn đó. Nói chung mà chỉ có thể hình thôi anh em. Thể hình của Messi thì lúc nào nó cũng nhỏ con rồi. Nhưng mà được cái đi banh, rê banh rất tốt anh em ơi. Dứt điểm chút xa cực kỳ tốt luôn. Trận đấu đang về phút thứ 65 rồi. Tỷ số vẫn đang là 3-1 nghiêng về đội mình. À, trong đó có hai bàn thắng của Lionel Messi. Messi đi banh, đúng rồi. Đi banh hay quá, đi banh. Quá lốt, đúng rồi, tốc độ. Từ từ thôi, đúng rồi. Chuyền. Đi quan, ok. Quá lucky, sút. Vào. 4-1 rồi em ơi. Một đường chuyền kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn của Lionel Messi anh em. Đấy. Anh chuyền cũng khá tốt. Dụ dỗ hậu vệ anh em, lôi kéo hậu vệ qua bên đây hết luôn. Đó là chống chạy cho Lewandowski. Đó, đi bàn phát qua hậu vệ là ghi bàn lên. Quá hay anh em ơi, quá hay, quá hay. À. Tỷ số là 4-1 rồi. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho đội bạn rồi anh em ơi. Cú thứ 7 mấy rồi. 3 bàn thắng đến trước. Là 4-1. Quá là hay luôn. Basso. Hay vậy? Sút không vào. Trái này Van der Sar hay quá anh em, hay quá. Chuyền vào. Đánh đâu? Không vào. Có lẽ đội bạn quá đen đủi anh em. Quá đen đủi luôn chứ anh em không vào nữa. Quá đen rồi. Thật sự trận đấu này thì đội bạn ấy nguy hiểm quá. Bosco. Bosco. Không được. Còn đây. Này là Bosco đây. Henrikin. Còn Henrikin. Không được rồi. Henrikin có vẻ như là định truyền cho Lewandowski nhưng mà không kịp anh em ơi. Đội bạn ập vô hết nhanh. Veron. Hay lắm Messi, không được. Guindola. Beckham. Không được, De Jong. Lewandowski. Không được rồi, một pha chuyển cho Henrikin nhưng mà không thành công anh em ơi, không thành công rồi. Raul. Basio. Hết giờ anh em. Tỷ số là 4-1 anh em. Có một cú đúp của Lionel Messi. Trận đấu đầy phong độ, hai trận đấu quá phong độ của Lionel Messi. Quá tuyệt vời. Thì ok anh em, đánh giá Lionel Messi đây cho anh em ha. Dứt điểm, sút xa, chọn vị trí rê banh và xử lý banh. 10 điểm, tốc độ 9 điểm. Nói chung tốc độ mình thấy cũng khá nhanh. Nhưng mà mình chấp 9 điểm thôi anh em. Lionel Messi thì cái nhược điểm cuối cùng của nó là gì? Yếu nhất là gì? Thể hình thấp anh em. Nên mình chấm 9.5 điểm thôi. Đó. Để anh em coi lại cái sỉ số ha. Nó bút trò chạy đến rút rồi, cũng khá nhanh anh em. Sút xa nè. Đó. Và cái rê banh nhanh nhẹn nữa. Cái kêu thì anh em hỏi nó rồi, kêu 5 sao là
Diệu kiều quá à, hình nhìn nhuyễn rồi. Rebound là rất tốt rồi. Nhưng cái thể lực của anh em, thể lực trung bình khá rồi. Thể lực tại vì do Messi rồi, cũng lớn tuổi anh em, chạy cũng không nhiều rồi, không nổi rồi. Nên thể lực chỉ có trung bình khá rồi. Trên thì 5 năm quá ok cho anh em chơi rồi. Quá tuyệt vời anh em, một con hàng cam tuyệt vời. Nó là best cam anh em. Nói chung best cam rồi, chứ thật ra còn Zidane nữa nè. Thì ok anh em, hay làm biết review rồi anh em Messi cho anh em. Cái clip này hay thì like, share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký, nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.